Sáng ngày 8 tháng 4 năm 2018, tại nhà văn hóa thôn, cán bộ và nhân dân thôn Đại Dương đã tổ chức lễ đón nhận danh hiệu làng văn hóa cấp huyện. Tới dự có các đồng chí đại diện phòng văn hóa thông tin, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã cùng đông đảo cán bộ nhân dân và con em xa quê thôn Đại Dương, xã Thạch Đồng. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, cán bộ và nhân dân thôn Đại Dương đã tích cực phát huy phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phát huy thế mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng chăn nuôi, đem lại thu nhập cao cho người dân trong thôn, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng, bộ mặt làng quê có nhiều đổi mới. Thôn Đại Dương nằm ở phía tây xã Thạch Đồng, cách trung tâm xã 3 km. Hiện tại, thôn có 162 hộ dân với 682 nhân khẩu, trong đó có 374 lao động. Phát huy tinh thần đoàn kết dưới sự lãnh chỉ đạo của cấp ủy, ban lãnh đạo thôn, đời sống của nhân dân trong thôn không ngừng được cải thiện và nâng cao. Năm 2017, trong làng có 99% số hộ có đời sống kinh tế ổn định, trong đó số hộ khá và hộ giàu đạt 90%, số hộ nghèo giảm còn 16 trên 162 hộ. Có 93,2% số hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, không có người lưu hành, tàng trữ, vận chuyển văn hóa phẩm, không có tệ nạn ma túy, mại dâm. 100% số hộ gia đình đã thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. 100% số hộ dân trong thôn có nhà ngói, nhà mái bằng và được dùng điện lưới quốc gia. Công tác vệ sinh môi trường trong thôn luôn xanh, sạch đẹp. Chi bộ đảng đạt trong sạch vững mạnh. Các phong trào thi đua yêu nước, đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động quyên góp ủng hộ từ thiện luôn được hoạt động thường xuyên và gìn giữ nét văn hóa truyền thống được thôn thực hiện hiệu quả. Hoạt động của các đoàn thể trong thôn năm 2017 đều đạt vững mạnh. Với kết quả và thành tích đã đạt được, thôn Đại Dương, xã Thạch Đồng đã vinh dự được Ủy ban Nhân dân huyện quyết định công nhận làng văn hóa cấp huyện năm 2017. Chúng ta tin tưởng rằng, với truyền thống cách mạng của địa phương, đảng bộ, chính quyền và nhân dân thôn Đại Dương sẽ tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực, tiếp tục đạt được nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, xây dựng hình ảnh nơi đây ngày càng giàu đẹp, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển bền vững nông nghiệp, nông dân, nông thôn của xã Thạch Đồng nói chung và của thôn Đại Dương nói riêng.